Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là mùng 10 tháng 4 2023. Giờ này buổi chiều 6 giờ. Chúng ta có bài học tập hôm nay, đó là nghe danh hiệu Phật sanh phước báo. Quý vị về dự lễ ở chùa mình, vì thấy những đức tiếp quý vị có nhiệt tình không quý vị? Quá nhiệt tình đúng không? Chắc đó giờ đi đâu cũng chưa thấy sự tiếp mà ông thầy chia sẻ Phật pháp nhiệt tình đến mức này đúng không? Nếu chùa mình tổ chức chương trình này mà không có người chia sẻ Phật pháp như những đức á, một là chùa chúng ta tổ chức cũng không có đông, hai nếu muốn thỉnh các vị giảng sư thì nhiều lắm, nhiều các bạn vị giảng sư trong 3 ngày 10 buổi giảng chứ không phải 2-3 người đâu. Không phải 2-3 người mà giảng cho quý vị 10 buổi giảng cho quý vị nghe đâu. Nhớ. Mà nếu như 4-5 người thì 4-5 tư tưởng. Quý vị về đây xong quý vị sẽ đem về một kho tàng. Rồi để đó. Không biết áp dụng chỗ nào, tại vì nhiều quá, nhiều quá, hiểu không? Giống như một lúc mà ăn nhiều quá, nhiều loại thì có khi chọt bụng, nên ăn cẩn thận, nghe cẩn thận. Giống như thuốc thì toàn là thuốc trị bệnh không à, nhưng phải chọn một loại thuốc mà trị được căn bệnh của mình. Còn nếu không, nhiều thuốc trị bệnh mà uống một lúc thì trở thành độc dược, không có thuốc giải. Đúng không? Thuốc giải á là người ta giải một loại thuốc bị trúng độc, chứ khó bào chế cái loại thuốc giải mà giải người uống nhiều loại thuốc một lúc, khó trị lắm, không có dễ lắm. Thí dụ như người ta uống thuốc sâu hay gì, người ta xúc ruột một loại thuốc nào thì có loại thuốc giải nấy. Nên tu cũng vậy, chọn một môn phù hợp. Mà cái môn này không phải mình chọn, mà Phật chọn giùm mình. Công nhận quý vị. Đức Phật Ngài dạy rõ ràng là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Đức Phật chọn cho mình cái pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ, mỗi một con người niệm Phật, xuất gia hay cư sĩ thì cũng đều được lợi ích chứ. Mà Đức Phật đã chọn mình cho mình rồi. Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng, chọn cho mình cái pháp môn niệm Phật này rồi. Mình niệm Phật mà người ta nghe danh hiệu Phật, người ta cũng được phước nữa, vì con thù thắng đến mức gì đó. Mà bây giờ mình niệm câu Phật hiệu này mà mình niệm lỡ mình hơi bị ngọng, mình niệm vài câu người ta cũng nghe được câu Phật hiệu nữa. Tại vì câu Phật hiệu ít quá nên người ta dễ nghe. Ví dụ như mình tiếng rõ ràng đi, A-di-đà-phật rõ ràng đúng không? Còn nếu gặp người ngọng, Phật. Giống như Dương Đầu Ngốc, phải không? Niệm câu Phật hiệu, niệm ngọng nghiệu mà thanh tụ cũng đường giáng sanh. Tại vì có một câu Phật hiệu mà niệm vài lần người ta cũng nghe được, người ta nghe là nghe danh được phước.
nghe danh được phước. Nên cái công đức của niệm danh hiệu Phật và giúp cho người ta nghe danh hiệu Phật thù thắng lắm. Mà chuyến này vì về đây vì nghe toàn là bổ nguyện niệm Phật này kia được không? Thấy không? Chuyến này bởi vì đẹp hơn mấy chuyến trước. Đây, nghe bổ nguyện niệm Phật để thù thắng hơn. Thấy không quý vị? Thù thắng hơn chứ. Bây giờ mình vòng vòng, mình dọn nhà, dọn cửa đồ sạch sẽ hết rồi. Bây giờ đến lúc mình phải đột phá thôi. Đến lúc. Bây giờ từ hôm nay là chúng ta học tập một câu A Di Đà niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc, quắc là ngày nào cũng là cứ tín nguyện niệm Phật. Năm nay bắt đầu nè. Vào một năm nay nè nghe. Bắt đầu là tất cả quý vị Phật tử nhớ là ngày nào cũng gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho quý vị hết. Mà đây là cái cơ hội thù thắng khó gặp á. Khó ai mà nói ngày nào cũng nói tín nguyện niệm Phật, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc đi, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc đi, không có ai giảng kiểu đó cho quý vị nghe được. Hiểu không? Không có ai mà có rồi đó. Hiểu không? Có rồi thì mình cố gắng nha quý vị. Có rồi thì phải biết trân quý. Chứ đừng có mà phủ phàng. Cuối cùng là mất tiêu, là thua luôn. Hiểu không? Mỗi người chúng ta thường ưa có mà mình thấy nó thừa, hoặc là thấy dư quá rồi chán nhàm, rồi bê tha, rồi khinh rẻ. Rồi cuối cùng là mình mất tiêu. Lúc đó mình tiếc. Tiếc thì mất tiêu rồi. Mà nhiều con người mình ưa vậy nghe. Thường là khi mất tiêu rồi mình mới tiếc. Nó kỳ vậy đó quý vị. Nên tự nhiên mình ngủ đêm sáng mai mình nói ông thầy đứt đâu mất tiêu. Đúng không? Ông đi đâu mất tiêu rồi. Lúc đó mình nói tờ, lúc mà thầy mình nghe thầy giảng này kia, lúc đó tự nhiên mình không biết chân quý. Giờ thầy đi đâu mất tiêu kỳ cục cái trời. Hiểu không? Không biết được à nghe. Có khi bất chợt tự nhiên đi đâu mất tiêu. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình nên chân thật để mà mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình tu trong cái thời điểm mà mình thường được nghe gì nè, nên hết sức là chân quý. Trong cái cõi đời này việc gì nó cũng có thể xảy ra chứ. Hiểu không? Việc gì nó cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này hết chân á. Đó. Nên mỗi một người mình nên chân quý ngày hôm nay. Mà bây giờ mình chân quý được 3 ngày. Bữa nay ngày thứ 3 mà giờ này là nhờ giờ lãnh cúp vàng. Kết thúc quý vị thấy không? Thì biết rằng có nhiều người á, người ta chiều nay người ta đã đi về. Và một số người chiều nay người ta mới đến. Thấy không? Tại vì công việc của người ta, mỗi người mỗi con người có công việc á. Thấy không? Mà mình mà được ngồi đây luôn, suốt luôn từ chùa mới rồi qua Đại Tùng Lâm, từ Đại Tùng Lâm mình qua tới Hộ Pháp. Không đơn giản đâu nghe. Đây là thù thắng lắm á. Mình nghe kiểu này hoài mà nó thâm sâu vào tâm khảm mình luôn, không giỡn đâu. Người mình nghe câu Phật hiệu, nghe bổ nguyện, nghe nhắc hoài, nghe với nó thấm luôn. Chứ sao? Mỗi ngày nó bỏ vô một chút, chút, nó bỏ viết rồi trong tâm mình câu ai với Đạo Phật không? Chứ sao? Nhắc hoài mà. Mưa lâu thấm đất. Này là thấm thiệt á. Một ngày mà 4 thời kiểu này quý vị coi. Niệm Phật nè, nghe Pháp nè, niệm Phật nè, nghe Pháp nè. Ngồi chánh điện nè, niệm Phật nghe Pháp, ngồi chánh điện. Cứ ngồi chánh điện niệm Phật nghe Pháp quý vị coi. Những đức nói 3 ngày á. 3 ngày quý vị ở trong chùa mình á. Quý vị ở ngoài đời 3 tháng cũng bận. Chứ không giỡn đâu. Quý vị coi phải rõ ràng không? Trực tiếp nghe Pháp nè, rồi niệm Phật nè, ngồi chánh điện nè, xung quanh chùa nghe niệm Phật nè, đi vòng vòng chụp hình cũng niệm Phật nè. Phải không? Rõ ràng chụp hình cũng niệm Phật mà. Nên từ nơi đó mà cái sự lợi ích này lớn dữ lắm. Nên tại sao 3 ngày mà sao mặt nó tròn ra thêm? Nhưng Đức nói cho quý vị nghe mà 3 ngày này bắt quý vị đi chơi đi. Đi chơi mà nói câu bắt đi chơi đi. Ý là những người niệm Phật này họ không muốn đi chơi. Bắt buộc họ đi chơi đi.
đúng không? Bắt nó họ đi chơi nè, đi tắm biển nè, đi Đà Lạt nè, đồi thông hai mộ nè, thung lũng tình yêu nè, cho họ đi đi, ba ngày đi, ba ngày xong về mặt héo liền, chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Vậy mà đến đây ba ngày mặt tròn do, mặt tròn luôn, thấy không? Ăn uống đầy đủ, ăn pháp đầy đủ, thấy không? Nó, cái pháp vị nó đầy đủ quý vị. Nó, bây giờ đọc một lời nguyện cho quý vị nghe nè. Khi con thành Phật. Nó thấy không, nghe là thú liền à. Không, lời nguyện của Phật đặc biệt ghê. Đọc vô cái là khi con thành Phật à. Bây giờ bất cứ một người nào có hư cỡ nào mới đến đây lần đầu, cứ tự nhiên cũng nghe khi con thành Phật nữa. Vừa nghe vậy là gieo chủng tử làm Phật liền. Khi con thành Phật, không? Chúng sanh mười phương nghe được tên con vui vẻ tin ưa, là tất cả quý vị đó. Tất cả quý vị khi về thế giới cực lạc mà nghe đến tên quý vị là người ta tin ưa liền. Chứ không phải ghiêng danh hiệu Di Đà không đâu nghe. Bây giờ quý vị thấy đơn giản thôi, Nhẫn Đức là một kẻ phàm phu hư ngoài đời, mà vô chùa niệm Phật, hướng dẫn niệm Phật thôi, mà bây giờ nhiều người nghe tên Nhẫn Đức ta đã thích rồi đó, phải không? Bây giờ trong cái cõi đời này hiện tại rất là nhiều người, người ta nghe tên Nhẫn Đức ta đã thích rồi, từ ở phương xa, từ ở ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, miền tùm lum, người ta nghe tên ta đã thích rồi đó quý vị, thấy không? Chứ đừng nói chi là mình về tới cực lạc. Nó thì danh tiếng của mình gọi là mười phương chư Phật đều biết đến luôn. Quý vị mà ở đây mà quý vị niệm Phật giảng sanh, mười phương chư Phật đều là tán thán con người đó đó, đều là tán thán con người đó đó. Vì quý vị biết vì sao, vì sao mà quý vị ở đây giảng sanh mà mười phương chư Phật đều tán thán không? Vì cái quốc độ này quá khó tu mà quý vị vẫn tu được mà để được giảng sanh. Mười phương chư Phật nêu lên cho quốc độ đó nghe. Vì sao nêu cho quốc độ đó nghe? Vì nêu cho quốc độ đó nghe để cho người dân ở quốc độ đó mới cảm giác được tịnh độ này thù thắng. Mười phương chư Phật, quốc độ của chư Phật đó nói rằng tại cái cõi ta bà mà ở cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đã nhập Niết Bàn đã gần 3.000 năm rồi, để là cái kinh giáo đó và chỉ là cái pháp tu đó. Như vậy mà cái người ở cái quốc độ đó mà đang sanh trong một cái thời điểm mà con người nó đang quá phát triển về kinh tế, con người đang lao theo vật chất, như vậy mà có cái bà Trần Thị Én bà niệm Phật hôm nay mới được Phật A Di Đà hàng thánh chúng đến tiếp dẫn mới dẫn sanh về cực lạc, thì tất cả các vị nay các vị tỳ kheo, các người hãy tiếp nhận pháp này đi. Và mỗi một người đi đến chỗ nào, khu dân cư nào, nên đem tịnh độ pháp này để truyền trao cho tất cả người dân đó. Vì sao? Vì ta đang còn tại thế ở quốc độ này, ta đang đem cái pháp này để chỉ dạy. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn rồi mà người ta nghe qua, mà người ta tu còn thành tựu như vậy, không chi chính kim khẩu ta còn tại thế nói ra, mà bây giờ các ngươi không nghe sao? Hãy tu pháp này đi, đều được thành tựu. Đó, thấy không? Nên từ nơi đó thì biết rằng đó, cái pháp đại thù thắng, đại thù thắng luôn. Nên vui vẻ tin ưa, phải thích cái tâm này nghe. Lễ bái quy y là cung kính, lễ bái quy y là cung kính tiếp nhận thọ trì. Đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề thì tất cả chờ người đều tôn kính. Rõ ràng không? Từ một con người hư nè, ngoài đời nè, ai coi ra gì? Nhẫn Đức đã từng nói, té xe một cái rầm, chó chạy vù vù. Tại vì ói tại chỗ nhậu nhẹt say sưa, ói xong lết lăn trong cái đống ói, chó nó tưởng đâu cái gì, nó chạy, chạy vòng, nó không dám sát đến gần, chó không dám sát đến gần. Cuối cùng Nhẫn Đức vừa đưa tay lên, nó tóc nó chạy mà nó la quá trời, nó kêu ba má ơi.
cứu con. Chó nó kêu vậy đó. Quý vị coi có những con chó nó sợ con người mà nó vừa chạy vừa sủa không? Làm quý vị biết vì sao nó vừa chạy vừa sủa không? Thì giống như ai vượt mình kêu á, cứu á, ba mẹ ơi, anh chị ơi, cứu con. Đó, là con chó mà nó sợ, nó vừa chạy vừa sủa là nó sợ. Nó kêu má ơi, ba ơi, cứu con. Cái thứ gì mà ghê quá. Đó, một con người như vậy mà khi gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, mà quý vị coi phải bây giờ rõ ràng không? Đi đâu lễ lọc là ở trên phòng qua đây giảng không? Mà chạy xe đạp đi một vòng mà người ta tập trung là người ta chụp hình quá trời. Cuối cùng định bỏ xe đạp chạy. Nghĩ đi, rõ ràng mình mắc cỡ vô cùng rồi, nó tại mình nó gì đâu chạy. Ngày xưa ngoài đời gì đâu, muốn chụp hình với người ta mà người ta không cho chụp. Vừa lết lết lại chụp, nó nói ra hô. Ghê không? Mà bây giờ nào là già, trẻ, bé, lớn, người ta đều muốn thích chụp hình chung. Rõ ràng không? Cái nguyện nè, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Đề. Hạnh Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giải thoát. Niệm Phật là tu hạnh Bồ Đề đó. Chứ Bồ Đề là giải thoát đó quý vị. Nên từ nơi đó đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Đề. Tâm thanh tịnh là gì? Là tín nguyện niệm Phật là tu hạnh Bồ Đề đó. Nghe chưa? Đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Đề thì tất cả chờ người đều tôn kính, phải không? Bây giờ ở đây chúng ta thấy con người đã cung kính rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Ở đây có nhiều người cung kính rõ ràng mà. Mà người này ngày xưa là ai? Là ai? Là con người hư chứ ai. Nhưng mà bây giờ được nhiều người cung kính là nhờ từ đâu? Niệm Phật, phải không? Rõ ràng cái nguyện 100%. Giờ học đến công đoạn này tự nhiên nó thâm nhập liền. Vì sao? Vì mình cảm giác liền. Tại chính bản thân mình ở đâu xa đâu. Tại sao giảng mạnh công đoạn này dữ vậy? Vì cái công đoạn này nó cảm giác với mình. Và chính mình là có cảm giác sâu nhất. Vì mình biết mình ngày xưa không ai ngó ngàng tới. Như vậy thì nghe công đoạn này một cái, như vậy thì con người đi tìm danh là ở đâu? Niệm Phật. Niệm Phật là danh tiếng lớn nhất. Nhớ nghe. Vì sao danh tiếng lớn nhất? Vì cõi người tôn kính, cõi chờ còn cung kính. Đặc biệt không? Những đức hỏi quý vị nè, hôm qua trong chánh điện Vạn Phật thì mưa được đúng không? Nhưng hôm nay mưa ngoài sân rồi sao? Quý vị thấy cả ngày xuống hộ pháp hôm nay có mưa không? Không. Bây giờ chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta nói ngày hôm nay thôi. Còn vài bữa dịp nào mà mưa thì cái chuyện đó của vài bữa. Hôm nay chúng ta học ngay cái nguyện này, chúng ta nói ngày hôm nay thôi. Trong cái cõi đời này thì nói thòng chút. Có cái gì nó tôi nói ngày hôm nay. Mọi vị thấy rõ ràng bị hổm tới giờ thường mưa hoài. Hôm qua mưa dầm cả ngày, thấy không? Nhưng hôm nay là tới giờ này vẫn chưa mưa. Rõ ràng chưa? Vì cái số lượng người ta đông quá mà mưa thì bây giờ dọn cơm bên ngoài nè. Tùm lum tùm la vậy rồi sao? Còn bữa đầu tiên thì bên chùa mới số lượng người không đông gì mấy. Thì bình thường không có sao. Không đến nỗi, quý vị công nhận không? Nhưng mà ở đây cái nhà ăn mình chứa con người vẫn không hết. Mấy cô dọn lại hết để đứng phát đồ, phát cơm. Quý vị phải ngồi ăn cơm tùm lum chỗ. Ngồi góc này, góc cây này, băng ghế nọ. Thì bây giờ nếu ngày nay mà mưa thì con người sẽ rất vất vả. Mà đây toàn là những người niệm Phật mà được chờ người cung kính. Các coi phải không? Bây giờ chúng ta nói một cái văn tự để mình cảm thấy hoan hỷ và cảm ơn ông trời đi. Hiểu không? Chứ mình cũng không phải nói cầu ông trời cũng cung kính gì mình. Nhưng mà đây là trong văn kinh. Thì bây giờ quý vị coi, bây giờ cái ngày nay tu ở đây thì ông chờ ông nói với thằng Sấm thằng Sét. Hôm nay cái ngôi chùa đó đang tu niệm Phật cả ngày, giảng bổn nguyện Di Đà. Hôm nay tạm ngưng sấm sét, thằng mưa ngưng lại, mưa chỗ khác.
coi á, chứ cả ngày nay không mưa, không có sấm sét, tại vì ông chuyển hướng khác. Thì thằng sấm thằng sét người ta chỉ cần hướng về hướng nào đánh một phát rồi sét gầm hì hì đi hướng khác. À, thằng mưa thì chỉ cần người ta mở bao ni lông ra mưa chỗ khác thì xong. Chứ sao lông thằng người ta phun chỗ khác, hiểu không? Lông thằng ta hút nước lên phun ngay đây, hấp xì mưa tại đây, hấp xì hướng khác. Tại vì sao? Vì ngày nay cả ngày người ta học về bổn nguyện Di Đà, đúng không? Mà học bổn nguyện Di Đà nhiều có người thiện tâm phát lên, cõi trời cũng được hưởng. Chúng ta cũng đâu có biết được hôm nay cõi trời người ta xuống đây người ta nghe pháp. Quý vị nghĩ đi, từ nơi đó thì sự hộ trì rõ ràng, nên chờ người cung kính. Quý vị cầu danh hả? Câu Phật hiệu này đó. Rồi bây giờ tất cả trưởng đoàn dẫn người ta đi tu, phải quý vị có danh rõ ràng không? Thì được người ta cung kính không? Được người ta cung kính mà. Việc làm quý vị được rất nhiều người quý trọng, rõ ràng luôn, đúng không? Đó, rồi bản thân mình lại có sự an lạc nữa, có niềm vui. Rồi chúng ta lại được kết bạn lành với nhau, những đức quý vị cũng như bạn bè thôi. Thì chúng ta được gặp nhau là kết bạn với nhau trong cuộc đời này cùng tu, vị thấy hạnh phúc không? Đúng không? Phải trân quý tình bạn này, phải sống làm sao có tình có nghĩa, sống làm sao chân thật nhiệt tình với nhau, để tạo một cái nhân duyên nó không phải gọi là giữa chừng gãy gánh, ăn thua mình bồi dưỡng thôi. Thật sự mà nói, con người mình chỉ cần chân thật biết bồi dưỡng thì đến với nhau cả đời không bao giờ gãy gánh giữa chừng đâu, hiểu không? Chứ nếu như mình đến với nhau mà mình không có chân thành, không nhiệt tình, giả dối thì nó gãy gánh à. Phải chân thật nhiệt tình hết mình. Bây giờ mình đi về chùa, ông thầy ông nhiệt tình với mình quá trời mà. Ôi, quý vị coi cả ngày nói chuyện kiểu này cũng đâu đơn giản. Phật Bồ Tát gia hộ mới nói hoài được chứ, đúng không? Mà giảng bị nghe được rõ ràng mà, hừng hực, đúng không? Chứ đâu phải mà lên mà giảng mà kính chào quý Phật tử, giận cổ đau hết nổi, nói 5 phút đi gì, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình nhiệt tình như vậy, con người phàm phu mà còn nhiệt tình như vậy, vì Phật Bồ Tát bỏ quý vị hả? Không có đâu, không bao giờ, hiểu không? Đó, chờ người đều tôn kính. Nếu ai nghe được danh hiệu của con thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý. Nghe danh hiệu ta nghe khi mạng chung sanh nhà tôn quý. Vì coi mấy đứa con nít này đây nè, nó nghe danh hiệu Phật này suốt. Bởi vì cuộc đời nó sau này thay đổi số mệnh phải ơi. Những đứa 29 tuổi mới gặp tịnh độ nó còn sai thay đổi số mệnh kìa. Chứ chừng đừng nói chi đứa con nít. Con nít thì giống như một cái cây non vậy đó, uống nó dễ. Còn những đứa 29 tuổi là cây này nó cũng già, mà còn uống được kìa. Nửa đời người mà còn uống được đó. Thì coi đó, giống như con nít này. Không chi những người 20 hay mấy tuổi là ngon lành. Nó mới bị nghe rõ ràng không? Nghe danh hiệu của Ngài thôi mà sanh nhà tôn quý rồi. Đây là chưa nói cầu sanh cực lạc đó nghe, mà nghe danh hiệu á, đến khi mệnh chung là sanh nhà tôn quý rồi đó. Các căn đầy đủ à, thấy không? Sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, nghe cao ráo, đẹp trai, đẹp gái, ngon luôn, có phước tiền bạc đầy đủ luôn, thường tu thắng hạnh đó. Nghe cái danh hiệu thôi mọi vị thấy thù thắng chưa đó. Thường tu thắng hạnh. Vậy cái gì là thắng hạnh? Niệm Phật chứ gì. Cái hạnh niệm Phật là thắng hơn các hạnh. Cái hạnh cầu sanh cực lạc là thắng hơn các môn cầu. Đó. Nghe danh hiệu Phật, sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh.
là quý vị luôn luôn gặp tịnh độ, tinh tịnh độ, tu hạnh Bồ Tát giảng sanh. Tôi thắng không? Đó, nghe một cái con người mình nó hừng hực lên. Mát mẻ đúng không? Nó dây nè, khi một chút lễ Phật nó hừng hực cái tâm. Vì sao? Vì sao? Vì bây giờ niệm nghe luôn. Vậy thì thù thắng cỡ nào? Cái kia là chỉ nghe thôi đó, mà thù thắng gì đó. Nên 45 phút lễ Phật một chút đó là gì thì biết không? Thù thắng lắm. Cả cái hội chúng này cùng lễ Phật. Nãy niệm đi chúng rồi. Thì thấy không? Đi về đây mà nói là tu tạo phước báo công đức nhân duyên này, cầu an cầu siêu cho người thân, những người mang nghiệp phá thai là đúng là quá tuyệt vời. Nhớ nghe, hình thức nào cũng không bằng đâu. Tạo cái hình thức rồi kinh nghiệm bữa đó đó, thấy chưa? Làm sao bằng lễ Phật 45 phút. Chư Phật quan hỷ là nhìn chúng sanh niệm Phật lễ Phật. Nhớ đó, chư Phật quan hỷ là nhìn chúng sanh niệm Phật lễ Phật. Thường tu tán hạnh, nếu không như thế con không thành Phật. Nguyện của Ngài phát lên, Ngài nói rằng nếu không được vậy thì Ngài không thành Phật. Mà bây giờ Đức Phật A Di Đà Ngài thành Phật lâu rồi, chắc chắn 100% tất cả cái nguyện này đều viên mãn hết trơn. Nên chúng ta cứ tin 100%. Hay không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ba ngày chúng ta tổ chức như ngày lễ tưởng nhớ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày đến thế gian. Ba điểm chùa chúng ta tổ chức 3 ngày. Giờ này là chương trình chúng ta kết thúc và có cái lễ phóng sanh. Tất cả đệ tử chúng con nguyện đem cái công đức 3 ngày tổ chức khóa tu này, mình nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể chúng sanh khắp nơi nơi. Ai cũng được hưởng cái công đức này, thân tâm thường an lạc. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái kiếp nạn nhân sinh trong cái cuộc đời này được hóa giải bớt đi. Nhờ tu hành mới hóa giải bớt kiếp nạn. Và nhiều người biết phát tâm ăn chay, biết phóng sanh, biết niệm Phật, biết tu hành, thì kiếp nạn nhân sinh hóa giải. Và chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập 3 ngày vừa niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng thiết thực. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này, nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, hay chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, rất nhiều người chết. Chúng ta cũng nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang, chư vị hương linh thần thức tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh, đọc tam quy y xong chúng ta thả nha. Quy y Phật không đọ địa ngục, quy y pháp không đọ ngạ quỷ, quy y tăng không đọ bàn sanh, quy y Phật không đọ địa ngục, quy y pháp không đọ ngạ quỷ, quy y tăng không đọ bàn sanh, quy y Phật không đọ địa ngục, quy y pháp không đọ ngạ quỷ, quy y tăng không đọ bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Và chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha quý vị. À, ai chưa có xôi ở ngoài này có cái bàn để xôi á, quý vị nhận thêm gói xôi nha, bên đây nè. À, chúc quý vị về thượng lộ bình an. A Di Đà Phật.